Quang Vinh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và xin chào đón quý vị đến với chương trình 20 phút với Quang Vinh. Kính thưa quý vị, 20 phút với Quang Vinh, quý vị sẽ có được một câu chuyện mới. 20 phút với Quang Vinh, quý vị sẽ gặp được những khuôn mặt mới. Và đặc biệt, 20 phút với Quang Vinh, quý vị sẽ có được những niềm vui mới. Trong chương trình ngày hôm nay, Quang Vinh xin được giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt trong cộng đồng của văn phòng công tố quận hạt San Diego, đó là cô Lisa Nguyen, là quản lý điều hành của chương trình giúp đỡ nạn nhân tại vùng quận hạt San Diego và thành phố San Diego của chúng ta, cũng như là cô Cynthia Trương, là người đại diện cho văn phòng công tố của quận hạt San Diego, sẽ đến đây để chia sẻ những cái chương trình của những người bị nạn nhân trong thành phố San Diego. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Welcome Lisa and welcome Cynthia to VNTV. Thank you. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu vào chương trình buổi tối hôm nay, Quang Vinh xin kính mời cô Cynthia giới thiệu đến chúng ta cô Cynthia là ai và nhiệm vụ của cô đối với văn phòng công tố viên của quận hạt San Diego là gì. Xin kính mời Cynthia. Chào anh Quang Vinh, chào quý vị đồng hương San Diego. Tên tôi là Cynthia Chong, tôi làm việc cho văn phòng công tố quận hạt San Diego. Tôi và một số nhân viên có thể nói tiếng Việt. Nếu quý vị hoặc người thân là nạn nhân của một vụ tội phạm và cần sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi số 619-531-4041. Chương trình hỗ trợ nạn nhân được cung cấp miễn phí. Cô Cynthia là một nhân viên nói tiếng Việt Nam và trong chương trình nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ gửi đến quý vị câu chuyện nói về chương trình giúp đỡ nạn nhân tại quận hạt San Diego. We're going to talk about the services available from the DA office that you have for the San Diego community. Before we get started, let's define what is victim services that you guys have available for us. Well, victim services at the district attorney's office are provided to any victims in the county of San Diego, whether or not a suspect is apprehended or whether or not a suspect is prosecuted. We have victim advocates in every branch in the county. So we have victim advocates in North County, South County, East, and then Central. And then when a person is a victim of a crime, we receive copies of the police report and we'll reach out to the victim to offer them services. Services can include anything from crisis intervention. We help them with their problem solving, and we do a lot of resources and referrals to community agencies that will help them with their victimization. Kính thưa quý vị, chương trình giúp đỡ nạn nhân cho những người bị ảnh hưởng tới những cái tội phạm mà xảy đến cho cuộc sống của họ, đó là một trong những trách nhiệm của văn phòng công tố viên của quận hạt San Diego. Chương trình này giúp đỡ tất cả mọi người đang sống trong cư ngụ trong thành phố San Diego và quận hạt San Diego, những người nào đã bị là nạn nhân của những cái người cướp hay là những nạn nhân của những người bức hiếp, thì văn phòng công tố viên đều có những chương trình để giúp đỡ chúng ta. Can you specifically give us what kind of services available for the victims of crime? Okay, so when a person is a victim of a crime, we will reach out to them, and based on their needs, those are the services that we would provide to them. Mm-hmm. So if we reach out to a victim of domestic violence and that person no longer wants to live there, we can help them with an application for victim's compensation to help them relocate. We can help them with counseling. We can help them understand the court process. We can provide orientation to the criminal justice system. Kính thưa quý vị, một cái dịch vụ rất là tốt từ văn phòng của công tố viên quận hạt San Diego, đó là giúp đỡ những nạn nhân không những là chỉ tư vấn trước khi chúng ta ra tòa, mà ví dụ chúng ta là những người nạn nhân bị ảnh hưởng đến những cái đời sống của chúng ta và chúng ta cần phải dọn đi một nơi khác để được cảm thấy an toàn hơn. Văn phòng công tố viên của quận hạt San Diego cũng có những chương trình giúp cho chúng ta. Ví dụ chúng ta cần có tư vấn, biết phải làm như thế nào. Chúng ta gặp những cái sự khẩn cấp, cần những sự giúp đỡ. Chúng ta cần liên lạc với sở làm của chúng ta, liên lạc với người gia đình của chúng ta mà chúng ta không có phương cách khi mà chúng ta bị gặp những cái tai nạn trong đời sống của chúng ta. Thì văn phòng quận hạt của công tố viên sẽ đến đây để giúp đỡ chúng ta. Và đặc biệt họ có những cái chương trình mà có thể giúp cho chúng ta đi sâu vô hơn, đó là giúp cho chúng ta nhận được những số tiền bồi thường. Let's give an example that happened in San Diego about a case that you guys been working on that received the service from your office. Okay.
Well, just recently we had a child abuse case where an infant was assaulted by a mother's boyfriend. And law enforcement obviously brought that to our attention. We immediately reached out to the mother to provide an assessment of what her needs are. Mm-hmm. And so if you can think about crime as a ripple effect, so you first have that trauma with that person, but then afterwards for the families, for the survivors, we try to implement services for them so that they were not re-victimized by the system. So on that particular case, we reached out to the family and we provided an application for victim compensation, for counseling to help pay for medical bills. And also with victims compensation, if a child is hospitalized, the parent may be eligible to receive lost wages for up to 30 days. Mm. So that's it. And the way that I think of it is one, it's kind of two parts. One part is what happens within the criminal justice system. That's mm-hmm. how we can help you. Yeah. So if you want, and if the child is older and they want to go to, they have to go to court, we have a court dog support program. Yeah. And we also have a kids and teens in court program. I see. So we help them understand the criminal justice system, but then what happens when they leave the building? Mm-hmm. And what services do they need? Do they need counseling? Do they need help with relocation? Mm-hmm. Do they need support groups? So we make those appropriate referrals. We help with shelters and also any emergency needs that they have. Kính thưa quý vị, một trong những cái ví dụ điển hình đó là một gia đình, một người mẹ có một người con còn rất là nhỏ tuổi và bị ngược đãi bởi người bạn trai của mình. Sau khi cảnh sát đã tìm đến và giúp đỡ gia đình này thì văn phòng của quận hạt công tố San Diego đã vào giúp đỡ, không những là giúp ra tòa nếu mà cần thiết để giải quyết những vấn đề liên quan tới luật pháp, nhưng mà sau đó có thể giúp tới gia đình, ví dụ như là em bé đó cần vô nhà thương, cần chữa trị, cần giúp đỡ, lo lắng về phần tiền bạc, hay là vì gia đình có những sự ảnh hưởng sau đó cần những người tư vấn thêm, thì văn phòng công tố của quận hạt San Diego sẽ có những người giúp cho những cái dịch vụ này. Mà quan trọng hơn hết là sau khi giải quyết những vấn đề mà tư vấn về luật pháp trong gia đình, thì nếu mà gia đình cần có được sự hỗ trợ về tiền bạc khi còn phải nghỉ việc làm để lo cho công việc tố tụng, thì văn phòng của quận hạt cũng sẽ có những chương trình giúp cho chúng ta như vậy. So who will be eligible for these services? Because a lot of people will say, is there a guideline, is there an income limit, or even though I am a victim, but if I'm not here legally, am I still eligible for these services? With victims compensation, anybody who is a victim of a crime, it has to be a crime that is like against a person. Okay. So we're talking about homicide, robbery, sexual assault, child abuse, domestic violence. Mm-hmm. And so most times we require that we have a police report so we can prove okay. that they are a victim of a crime. They have to be cooperative with law enforcement, mm-hmm. And they also, their legal status is not an issue. So if a person is undocumented, they could still be eligible for victims compensation. Okay. And then with regard to receiving services from our program, for anybody that needs assistance, we will help them with whatever referrals that they need. So sometimes we have cases where we don't even have a suspect, mm-hmm. and we will reach out to that family to offer them services. Mm-hmm. Just as we would with any other case. Kính thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra đó là ai là những người có thể nhận được những cái dịch vụ từ văn phòng công tố của quận hạt San Diego, mặc dầu người này có thể ở đây hợp pháp hay là bất hợp pháp. Tất cả những người nào là nạn nhân của một cái tội phạm xảy ra và có được bản báo cáo từ cảnh sát tới, thì tất cả những người này đều có thể nhận được những cái dịch vụ từ văn phòng công tố của quận hạt San Diego. Và cái điểm đặc biệt ở đây chúng ta nên để ý đó là không có một ai ngoại trừ không nhận được. Và mặc dù nếu mà văn phòng công tố không giúp đỡ chúng ta được, thì họ có thể giới thiệu chúng ta tới những cái nơi khác mà có thể có những cái dịch vụ để giúp cho chúng ta. Let's talk about a little bit about the compensation okay. Program that you have. Can you elaborate a little bit more on that program? Well, first and foremost, with that program, It helps pay for any crime-related expenses, okay? So it can pay for things like medical, dental, counseling, relocation, as well as funeral burial. Mm-hmm. So we're able to assist people. We're very familiar with the program. Mm-hmm. We can help facilitate the application so it goes through faster. Mm-hmm. Một cái chương trình rất là tốt của văn phòng công tố của quận hạt San Diego đó là, kính thưa quý vị, đó là chương trình
bồi thường tiền cho những nạn nhân của tội phạm. Chương trình này giúp đỡ chúng ta, thứ nhất là nếu mà chúng ta cần phải những chi phí ra tòa, những chi phí tư vấn, những chi phí mà chúng ta cần phải đổi ngược lại để lo cho công việc tòa của chúng ta. Ví dụ chúng ta mất việc làm hay chúng ta cần có sự giúp đỡ trong cái quá trình thời gian chúng ta chuẩn bị ra tòa để giải quyết những vấn đề lo tới cái tội phạm của chúng ta bị gặp phải, thì văn phòng công tố sẽ giúp cho chúng ta hoàn toàn hết những số tiền này. Do we have a limit of how much the compensation will cover? So right now in California, victims' compensation has a maximum of $70,000. And what everything that I just talked about, medical, dental, relocation, wage loss, it all has to fall under that umbrella. Mm-hmm. With relocation, there's a max of $2,000. Mm-hmm. Home security has another cap on it. So it just depends, but all in all, it's $70,000. Kính thưa quý vị, cái con số cao là được đưa ra đó là khoảng 70.000 đô la cho chương trình bồi thường tất cả những người nạn nhân là nạn nhân của cái tội phạm mà chúng ta gặp phải. Và trong cái chương trình này họ sẽ bảo đảm lên tới ví dụ như là chúng ta cần phải dọn nhà đến một nơi khác để ở cho nó được an toàn hơn, chúng ta có thể lên tới được khoảng 5.000 đô la. Chúng ta có thể gắn cái dàn máy security cho nhà của chúng ta lên tới 1.000 đô la tùy theo những cái trường hợp. It's very interesting when you mentioned about the home security system. Yes. So the DEA office also provide the coverage if you don't feel safe and you're going to have somebody to come in and install that security system for your house. Right. The victims' compensation program can help pay for home security. So the max on that is $1,000. Mm-hmm. And so if a person chooses to select an alarm company, mm-hmm. It may pay for the equipment and the installation, but once that $1,000 runs out, then the victim's family would have to pay the monitoring fee. I see. Mm-hmm. I also know that the DA office also cover for burial services. Correct. How does that work? When we have a homicide, as a supervisor, it's my responsibility to make sure that my staff are aware of homicides. And so we often look through the media to mm-hmm. find out where they have happened. We have a great working relationship with law enforcement. So we reach out to law enforcement and we get information from law enforcement and then we will reach out to the family. So we get mm-hmm. next of kin information and then we reach out to them and we offer our services. We explain to the family the process mm-hmm. And how to select a mortuary and where and how the process goes. And then after that, we facilitate most of that. And we can turn around a funeral burial claim mm-hmm. Very quickly, so the family doesn't have to incur that expense. Một trong những dịch vụ mà văn phòng công tố của quận Hà San Diego có qua cái chương trình trợ giúp những người nạn nhân của tội phạm đó là nếu chúng ta hay là người trong gia đình của chúng ta, người thân gia đình của chúng ta bị chết qua một cái tội nào, qua một cái tội đã xảy ra, tội phạm đã xảy ra trong gia đình của chúng ta, thì văn phòng của công tố quận Hà San Diego sẽ giúp cho chúng ta những tiền chi phí chôn cất nếu chúng ta không có khả năng lo được, kính thưa quý vị. Và số tiền đó có thể lên tới 5.000 đô la. Và họ sẽ làm việc rất là lẹ để cho gia đình không phải có những cái gánh nặng. Và đặc biệt, trong khi làm việc với chúng ta như vậy, họ cũng làm việc trực tiếp với những cơ quan luật pháp và cơ quan cảnh sát để mới bảo đảm là tất cả những chương trình mà chúng ta nhận được đều có những sự hướng dẫn từ cơ quan luật pháp. When a person submits their claim, mm-hmm. are they going to wait for everything settled, everything is done, and then they submit their claim to receive the payment, or can they submit a claim prior to that? Just like an estimate for their relocation, estimate for their expenses, for their dental health claims, or loss of wages? Everything is a little bit different. So okay. With relocation and funeral burial, and lost wages, we can request those on an emergency basis. Mm-hmm. And what that means is that the claim would be expedited so that the victims, for example, if a victim can't work and they are disabled as a result of the crime, we can submit their wage loss so that it's processed so that they don't get evicted, so that they can pay their prescriptions and things like that. Mm-hmm. So each claim is a little bit different. And that's why it's great that we do have a claims division mm-hmm. In our offices to help process those claims. In essence, it just kind of depends on the claim. I see. But we try and turn them around as quickly as we can. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta là một nạn nhân của một cái tội đã xảy ra đó, thì chúng ta có thể nộp những cái ước lượng của chi phí để bồi thường lại cho chúng ta, nhưng mà nó tùy thuộc vào theo cái trường hợp như thế nào. Ví dụ như chúng ta bị
dính vào trong một cái vụ của một người là nạn nhân của một cái vụ cướp bóc, chúng ta bị thương, chúng ta phải nằm nhà thương và không đi làm được, thì văn phòng công tố của quận hạt San Diego sẽ bước vô liền để giúp chúng ta có những khả năng để trả tiền nhà trong khi chúng ta mất việc làm, hay là trả tiền xe, hay là trả tiền bảo hiểm sức khỏe trong khi chúng ta không đi làm để có tiền để trả những chi phí đó, hoặc là chúng ta cần phải dọn đi một chỗ ở nơi khác để cảm thấy an toàn hơn. Họ sẽ cung cấp cho chúng ta những cái nhu cầu cần thiết liền. Nhưng mà ví dụ chúng ta cần những cái nhu cầu chi phí khác để trang trải sau này, thì những cái trường hợp đó sẽ được tính theo sau khi chúng ta bắt đầu làm hết tất cả mọi sự. So with the people who live in San Diego, if they encounter a crime, they can contact your office directly. Correct. And they will be directly, you know, sent to appropriate personnel to help them with that. That is correct. Okay. Mm-hmm. Và nếu khi chúng ta mà gặp những cái sự khó khăn, khi chúng ta là nạn nhân của một cái cuộc bạo động xảy ra, một cái vụ cướp giật xảy ra, thì chúng ta có thể liên lạc ngay với văn phòng của công tố của quận hạt San Diego liền, và họ sẽ đưa quý vị đến những cái nơi hay là những cái người mà chịu trách nhiệm chính cho công việc này. I understand that, you know, with the services that you have available at this point, do you also provide assistance if the victim has to go to court? Do you pay for the legal fee, or that going to be on their own? Well, when a person is a victim of a crime, they don't have to pay legal fees. So if the case is being prosecuted by the district attorney's office, it's the prosecutor is the person that is taking that case and is going to prosecute that the defendant. So they don't need to retain their own attorney. Okay. There's no fees for any of the services that we provide to victims. So we help them understand the criminal justice system. Mm-hmm. We can go to court with them as a support person. Any person that is a victim of a crime has a right to have a support person with them. So if they don't want a victim advocate, they can have a friend or family member who's over 18, who's not a witness, to be there with them. And we also explain to victims their Marcy's Law, their right, it's a crime victim's rights, mm-hmm. That was passed in 2008, and it just explains all their rights to them, and that's another role that we have. Nhưng thưa quý vị, khi chúng ta là nạn nhân của một cái vụ cướp hay là một vụ án xảy ra, thì khi chúng ta phải ra tòa thì chúng ta không phải tốn tất cả những chi phí nào lo cho luật sư, vì bên công tố viên sẽ có những người luật sư đại diện của nhà nước sẽ đại diện cho chúng ta và ra làm việc. Thế nhưng văn phòng của công tố địa hạt San Diego sẽ có những người giúp chúng ta cùng đi ra tòa với chúng ta để cùng tư vấn với chúng ta, và đặc biệt là giúp cho chúng ta trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta cần biết nhiều thêm, và tất cả những chi phí đó đều hoàn toàn miễn phí đến từ văn phòng của công tố viên của hạt San Diego. Is there anything else that this program does not cover that we need to be aware of? As far as victims' compensation? Yes. Victims' compensation doesn't cover any property crimes. Okay. So if a person has their tires slashed, or if they, you know, if their car got wrecked, it's not going to replace a car, it's not going to replace tires. If a person, the only exception to that is if the material is medically necessary. So if a person's prescription eyeglasses are damaged, mm-hmm. or if a person is punched in their mouth and their dentures break, mm-hmm. It would help pay for it, but it has to be medically necessary. Typically anything else than property. Cái chương trình giúp cho những nạn nhân này sẽ không bao gồm tất cả những gì mà ảnh hưởng đến tài sản của chúng ta. Ví dụ như là chiếc xe của quý vị bị hư, quý vị là nạn nhân của một người tới đâm lủng chiếc xe, đập bể kính xe, thì tất cả những vấn đề mà liên quan tới tài sản của chúng ta thì chương trình giúp đỡ nạn nhân này sẽ không có giúp cho chúng ta. Nhưng mà đặc biệt nếu mà những cái tài sản của chúng ta mà ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta, ví dụ như đôi mắt của quan viên đang đôi kính của quan viên đang đeo ở đây mà bị một người khác tới đấm vào mặt, bể cái mắt kính, thì cái mắt kính này là cần cho cái sự đọc của quan viên, thì văn phòng biện lý của quận hạt San Diego sẽ giúp. Ví dụ như là mình là một nạn nhân của một người vụ cướp bóc và chúng ta bị đánh vào mặt và cái hàm răng giả của chúng ta nó bị gãy, thì lúc đó văn phòng biện hạt của San Diego sẽ có những chương trình giúp cho chúng ta, bởi vì những cái tài sản của chúng ta đang có liên quan tới sức khỏe của chúng ta. Is there anything else that you want to share with the Vietnamese community about this program? That because I know that a lot of people, when they encounter a crime, mm-hmm. they are a victim of a crime, they are afraid, and they withdraw from the law enforcement. They don't want to deal with the district attorney office. Mm-hmm. What can we do to encourage them to be more open so people will be more aware of the services that you have?
I think it, knowing that the services are out there, that it's, we don't care if people are documented or undocumented. We are very compassionate, caring people at the Victim Services Division. And I would just encourage them to call law enforcement. There are other legal services within the community. So if people need referrals for a different kind of attorney service, we can provide that referral to them. But that there are caring, trusting people at the DA's office that, that want to assist them when they're victims of crime. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà có được sự bảo vệ của luật pháp, và đặc biệt là văn phòng công tố viên tại quận hạt San Diego này rất là mở cửa rộng lớn để đón nhận tất cả những cái người nạn nhân của những tội ác đang xảy ra. Nếu quý vị là những người đang bị như vậy, họ khuyến khích quý vị nên liên lạc liền với cơ quan luật pháp, và sau đó cơ quan luật pháp sẽ đến làm việc với mỗi chúng ta. Đặc biệt là nếu mà họ không có thể giúp được chúng ta qua văn phòng công tố viên của quận hạt San Diego, họ sẽ giới thiệu quý vị đến với những văn phòng khác mà có những dịch vụ có thể giúp và đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị là những nạn nhân đang gặp những sự khó khăn. Và đặc biệt kính thưa quý vị, văn phòng công tố của quận hạt San Diego có cô Cynthia Trương là người nói tiếng Việt Nam để giúp cho chúng ta. Nên là quý vị có thể ở đây hợp pháp hay là bất hợp pháp, cái chuyện đó đối với họ không thành vấn đề. Nhưng nếu quý vị là nạn nhân của bất cứ một cuộc ẩu đả nào, nạn nhân của một cuộc cướp bóc nào, và quý vị cần sự giúp đỡ, quý vị có thể liên lạc được. Trong thời gian này, quan viên xin mời Cynthia có thể giới thiệu lại cái số điện thoại của văn phòng biện lý quận hạt San Diego để cho quý vị Việt Nam chúng ta đồng biết. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ từ văn phòng, quý vị có thể gọi số 619-531-4041. Cảm ơn. Quý vị, một lần nữa quan viên được nhắc số điện thoại đó là 619-531-4041, và quý vị có thể nói chuyện với cô Cynthia Trương trực tiếp. Và một lần nữa quan viên cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 20 phút với quan viên. Thank you Lisa and thank you Cynthia very much for coming on board today and share with us about the wonderful program. And I believe that this program will help a lot of the Vietnamese community members. Well, thank you for having us. Thank you. Thank you. Xin kính chào quý vị.